Giới tiên tri nhận định tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 tháng 4 năm 2022 đến thời thoát khổ, giàu nứt đố đổ vách. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang đến với kênh Phong thủy Gia Cát. Thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin kính chúc tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, trong cuộc đua của 12 con giáp, con Tuất là con vật đại diện cho cả sức mạnh về thể chất lẫn tinh thần. Bởi vậy mà những người tuổi Bính Tuất đa số sống tự lập, trưởng thành sớm và có tính cách mạnh mẽ, kiên cường. Người tuổi này thì có nhiều ước mơ hoài bão và ý chí rất lớn, họ không bao giờ ngại khó khăn, nguy hiểm. Về sau thì cũng có được những thành tựu lớn trong sự nghiệp của mình. Tử vi tháng 4 âm lịch năm 2022 nhâm dần của 12 con giáp có những luận cứ cho thấy rằng tuổi Bính Tuất có vận trình hung cát đan xen. Tuy nhiên nếu chỉ cần cố gắng nỗ lực hơn một chút nữa thôi, chỉ cần nắm bắt được vận mệnh của mình thì chắc chắn rằng những gia chủ tuổi Tuất trong năm 2022 nhâm dần này vẫn sẽ phất lên giống như là diều gặp gió vậy. Và hơn nữa còn được cục diện tam hợp với thái tuế của năm, nên trong năm 2022 nhâm dần này thì những gia chủ tuổi Bính Tuất sẽ có được sự tương trợ từ quý thần và từ đó thì vận trình công danh được hanh thông, con đường tài lộc cứ vậy mà rộng mở. Vâng, và để cho quý vị có thể nắm rõ hơn về những quý vị gia chủ tuổi Bính Tuất có cái tử vi số mệnh như thế nào trong tháng 4 âm lịch thì xin mời tất cả quý vị hãy cùng theo dõi nội dung sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các quý gia chủ tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Người tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 mệnh ốc thượng thổ, nghĩa là đất nóc nhà. Người tuổi Bính Tuất có tính nguyên tắc, lập trường rất cao, họ sống theo khuôn khổ và những hệ thống quy tắc chặt chẽ. Nhiều khi ta thấy họ bảo thủ, nguyên tắc và cố chấp. Tuy nhiên vạn nhân vạn tính, vì mỗi người là một tiểu vũ trụ, tính lập trường, nguyên tắc, khuôn phép, mực thước có thể giúp họ là những người bảo vệ quy tắc, quản lý, duy trì thành quả mà không ai tốt bằng. Tâm lý của người tuổi Bính Tuất luôn hướng tới việc bảo vệ, che chở những người khác, lấy đó là mục tiêu và là con đường duy nhất trong suốt quá trình hoạt động của mình. Bảo vệ người khác với những hệ thống phép tắc quy phạm chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt cuộc đời, là khuôn vàng thước ngọc, hệ quy chiếu chuẩn chỉ trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện và hành xử. Thường ngày hay bất cứ hoàn cảnh nào, họ cũng là những người mô phạm đạo đức, ung dung, hiền hậu. Người tuổi Bính Tuất mệnh ốc thượng thổ có phần khô khan trong lối sống, chỉ biết làm tốt nhiệm vụ lại cứng rắn nên nhiều người không hợp hoặc thấy họ lạnh lùng, cô độc. Trong xã hội, họ là những tấm gương mẫu mực rất đáng noi theo, học tập cả về đạo đức lẫn tác phong. Vì thế họ thường trở thành những người thầy giỏi, nhà hiền triết hay các nhà quản lý tài ba. Cách làm việc và tác phong của họ cẩn trọng, logic, chặt chẽ, thiên về phòng thủ giữ gìn, không mạnh về tiến công. Nếu duy trì ổn định trật tự thì tốt. Xem tử vi tháng này, quý gia chủ Bính Tuất được cát tinh bảo vệ, được bình an cát tường, hưởng thụ cuộc sống. Do đó trong đại đa số hoàn cảnh, dù gặp vấn đề khó khăn, rắc rối, chỉ cần giữ trạng thái tâm lý tích cực, bình tĩnh thì bản mệnh vẫn có thể từ từ giải quyết. Người tuổi này nên để tâm lắng nghe ý kiến của con cháu trong nhà, không nên tự mình quyết định làm mọi việc, nếu không có thể vướng vào những sự cố không đáng có. Xét về thiên can, Bính Dương Hỏa gặp Ất Âm Mộc nên gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các quý gia chủ tuổi Bính Tuất trong tháng này, cần phải cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề, cần giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết và làm phật lòng những người xung quanh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Những người tuổi Bính Tuất có tính cách cứng cỏi, quyết tâm nên đa phần vẫn có thể tự giải quyết những vấn đề của riêng mình. Nhờ cách đối nhân xử thế phù hợp, bản mệnh tránh được những mâu thuẫn không đáng có, duy trì được trạng thái tinh thần lạc quan, tích cực. Tuy nhiên, trong một số việc nghiêm trọng, bản mệnh nên trao đổi với con cháu trong nhà nhiều hơn, chớ nên tự làm theo ý mình, nếu không thì dễ vướng vào rắc rối. Ở độ tuổi này, gia chủ không còn đặt nặng vấn đề sự nghiệp, vì thế mà mọi thứ diễn ra theo hướng ổn định, không có nhiều biến động, tiêu cực. Năm nhâm dần 2022, thái tuế là hạ ngạc đại tướng quân.
Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Bính Tuất để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hãy hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng này được cát tinh chiếu mệnh nên người sinh năm 1946 vẫn sẽ có một khoản thu nhập nhất định. Một số người có nhà đất hoặc đầu tư có thể thu được một khoản lời lãi kha khá để tiết kiệm và duy trì cuộc sống dư giả. Song, bạn không nên quá chú tâm vào vấn đề làm giàu. Thời điểm này chính là thời điểm bạn nên nghỉ ngơi và quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Xem tử vi sức khỏe cho gia chủ Bính Tuất trong tháng 4 âm lịch năm 2022 không gặp vấn đề gì quá lớn. Để có một cơ thể khỏe mạnh, bản mệnh nên chú ý lao động vừa sức, rèn luyện thể dục thể thao phù hợp. Khi đối diện với các vấn đề trong cuộc sống, gia chủ không nên nóng nảy, hiếu thắng, so đo được mất, vì như vậy dễ gây tác động xấu đến thể chất và tinh thần. Các quý gia chủ tuổi Bính Tuất hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý gia chủ tuổi Bính Tuất. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Trên phương diện tình duyên, gia đạo tháng này, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia về cơ bản là ổn định, song những mâu thuẫn bất đồng vẫn sẽ xảy ra. Khuyên cả hai người nên bình tĩnh lắng nghe và không nên nâng cao quan điểm của bản thân, không nên khăng khăng làm theo ý mình, khiến tình hình thêm căng thẳng. Người cao tuổi cần tránh những tình huống tác động quá mạnh đến tâm lý, mối quan hệ với người ngoài bình ổn. Bản mệnh cần tránh những xích mích tranh cãi với hàng xóm láng giềng nếu không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng và sức khỏe. Tổng quan tháng 4 âm lịch năm 2022, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 4 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4 năm 2022, tức ngày 1 tháng 5 năm 2022 đến 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch. Tháng 4 Ất Tỵ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Tỵ, Lục Hợp Thân, Tam Hợp Sửu và Dậu thành Kim Cục, Xung Hợi, Hình Thân, Hại Dần, Phá Thân và Tuyệt Tý. Đối với người tuổi Bính Tuất trong tháng 4 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 3 tháng 4 năm 2022, tức ngày 3 tháng 5 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Bính Thìn, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch, ngày 15 tháng 4 năm 2022, tức ngày 15 tháng 5 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Mậu Thìn, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch, ngày 27 tháng 4 năm 2022, tức ngày 27 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thìn, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Bính Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Bính Tuất trong tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 2 tháng 4 năm 2022, tức ngày 2 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mão, có nạp âm là Đại Khê Thủy. Ngày âm lịch, ngày 14 tháng 4 năm 2022, tức ngày 14 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mão, có nạp âm là Lôi Trung Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 26 tháng 4 năm 2022, tức ngày 26 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mão, có nạp âm là Thành Đầu Thổ.
Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Tuất 1946 trong tháng 4 âm lịch. Vâng, và chắc hẳn là quý vị cũng được biết là mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình này thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi cuộc sống của mình, vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua.